Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết tính cho đến hết ngày hôm qua mùng 3 tháng 6 năm 2019, dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 52 tỉnh thành tại cả 3 miền Bắc Trung Nam. Trên 2,2 triệu con lợn đã phải tiêu hủy. Theo đó, dịch đã lây lan ra hơn 3.000 xã thị trấn của 52 tỉnh thành với 2 triệu con buộc phải tiêu hủy. Nguy cơ tiếp tục phát sinh lây lan ra thêm nhiều địa phương. Thủ tướng Chính phủ đã có công điện gửi các cơ quan trung ương và địa phương yêu cầu tập trung triển khai biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thủ tướng yêu cầu các địa phương huy động cả hệ thống chính trị để chống dịch. Lợn bị nhiễm bệnh phải được phát hiện kịp thời, tiêu hủy theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để hạn chế lây lan, không gây ô nhiễm môi trường. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn các địa phương tập trung phát triển các loại gia súc, gia cầm, thủy sản để bù đắp thiếu hụt thịt lợn do dịch tả lợn châu Phi gây ra. Dịch tả lợn châu Phi bắt đầu xuất hiện ở Việt Nam từ tháng 2 năm 2019 tại tỉnh Hưng Yên. Đầu tháng 6, Đà Nẵng là địa phương mới nhất phát hiện có lợn nhiễm dịch.